Xin kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ 7 ngày 16 tháng 12 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thời giá nhãn Ido, giá nhãn da bò vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá nhãn thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số nền sản khác trên kênh. Thưa quý bà con, quý vị các bạn, thì tình giá nhãn Ido, giá nhãn da bò trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Ở mặt hàng giá nhãn Ido thì giá đang có chiều hướng đang tăng so với tuần trước nhé quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tiếp tục tăng để cho quý bà con mình có thể yên tâm và có lãi cao. Tình giá nhãn Ido hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang thì giá nhãn dao động ở mức từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp xấu, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua chênh lệch lên xuống giữa các vườn nhãn là từ 1 đến 2.000. Thì cụ thể là nhãn Ido mà da láng đẹp, cháy to, màu sáng đẹp hay bà con mình gọi là nhãn VIP hiện nay thì dao động từ 19 đến 20, còn nhãn thường trung trung thì dao động từ 18.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, giá thì có nhích nhẹ so với tuần trước. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn nhé bà con, thì nhìn chung là giá nhãn hiện nay đang nằm ở mức từ 18 đến 20, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng hình thức mua của lái, mua cắt hết vườn hay mua cắt từng đợt mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống. Ngoài ra thì giờ giá nhãn cũng còn chênh lệch tùy theo từng thỏa thuận giữa người bán và thương lái, công của nhà vườn hay công của thương lái, công thu hái của nhà vườn hay công thu hái của thương lái mà giá cũng có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn. Chung thì cập nhật giá nhãn hiện nay thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu, vì giá thực tế sẽ còn chênh lệch và tùy thuộc rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là nhãn đẹp xấu, tuyến đường vận chuyển xa gần và tùy theo công của nhà vườn hay công thương lái mà giá chênh lệch lên xuống. Còn giá nhãn da bò hiện nay thì cũng đang nằm cái đồng từ 9.000 đến 10.000, 11.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vườn nhãn đẹp xấu. Thì tạm thời mình xin cập nhật tình hình giá nhãn hôm nay. Khi nào mà giá nhãn có thay đổi mạnh nữa thì mình cũng sẽ tiếp tục làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn tiếp theo trên kênh. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip cập nhật hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác hàng ngày trên kênh.